Thưa quý vị, thưa các bạn, xã Nam Phong, ngoại thành Nam Định vốn là nơi nổi tiếng với nghề trồng hoa. Tuy nhiên, anh Bùi Như Công ở xóm Mỹ Tiến 1 lại có một hướng đi riêng với sản phẩm đu đủ bonsai. Vậy loại cây trồng này có gì đặc biệt và nó đã mang lại hiệu quả kinh tế như thế nào cho anh Công? Mời quý vị và các bạn cùng theo chân Lăng Kính Ngày Mới trải nghiệm tại khu vườn đu đủ bonsai của anh Bùi Như Công để có câu trả lời. Xin chào quý vị và các bạn. Nắm bắt được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, thì hiện tại anh Bùi Như Công đang có 150 gốc cây đu đủ bonsai. Đây là một giống cây trồng khá mới ở tỉnh ta. Vậy tại sao anh Công lại chọn giống cây này để gieo trồng? Quý vị và các bạn hãy tìm hiểu cùng tôi nhé. Em chào anh Công. Chào bạn. Dạ, em thấy anh đang rất là chăm chú để uốn cây. Vậy thì cái công đoạn uốn cây nó có vai trò quan trọng như thế nào? Thì đây là cái sản phẩm đu đủ mình dành cho Tết Nguyên Đán năm nay. Dạ. Thì để tạo một cái đủ đẹp thì nó phải có dáng dấp rất là gọi là bonsai ấy. Mình uốn từ hồi còn nhỏ, thì theo cái đà lớn của cây thì mình cứ uốn liên tục cho đến khi nào mà cây ra quả thì mình dừng lại. Nếu mà khi chúng ta chọn một giống cây mới thì nó cũng sẽ gây được sự tò mò và thích thú cho người tiêu dùng, nhưng mà đồng thời nó cũng sẽ rất khó khăn cho người gieo trồng. Vậy tại sao anh lại chọn cây này? Thực ra là mới với tỉnh ta thôi, còn các tỉnh thành khác thì nó cũng đã xuất hiện rồi. Thì thực sự là mình nghiên cứu về cây này đã khoảng 2 năm rồi. 2 năm đấy thì kinh nghiệm nó thất bại là nhiều. Nhưng nay thì mình quyết tâm mình làm. Vì nói với nó ấy, thì cái đu đủ ấy, nó là một cây nó truyền thống Việt Nam. Nó ở cái ý nghĩa ở cái tên của nó mang lại một cuộc sống đầy đủ và sung túc. Đu đủ đúng đủ đầy đấy ạ. Đủ và sung túc đúng không? Đúng ạ, không thừa không thiếu mà là đủ. Vâng. Thì mình phát hiện là cái nhu cầu của các địa phương rất là lớn, và cây này đặc biệt là rất là khó trồng và nó rất là dễ chết. Cho nên là nhu cầu lớn nhưng mà thị trường cung ra rất là ít. Thế nên mình quyết định là mình làm cây này. Nếu mà nói là khó trồng thì chắc chắn là anh đã gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy thì anh có thể chia sẻ những khó khăn mà anh có thể gặp? Thì giai đoạn đầu thì mình 2 năm trước ấy thì mình không biết uốn. Cây nó lên mình uốn giòn quá chẳng hạn, uốn nó gãy. Hoặc là gặp mưa bão nó bị chết, úng chết. Hoặc là mùa lạnh thì nó lại chết. Đó, nó rất khó, như kiểu trăm con thơ vậy. Với cái cây đu đủ như thế này thì là tầm bao nhiêu thời gian nữa thì chúng ta có thể xuất ra thị trường được ạ? Mình nghĩ vào tháng chạp, tức là tháng 12 âm lịch năm nay. Bây giờ anh Công có thể dẫn Lê Huyền đi thăm vườn đu đủ một lúc được không? Ok, rất sẵn sàng. Okay. Trong số rất là nhiều cây đu đủ như thế này thì anh thích cây nào? Đây mình chỉ cho bạn cho Huyền thấy một cây nhá. Dạ. Đây là cây mình ưng nhất ở đây này. Có thể để ý đến cái độ cong của nó rất là hoàn hảo. Và cái bộ rễ nó đã nổi lên trên rồi. Đấy, nhìn như kiểu chân, như kiểu một bàn tay ấy, cắm chặt xuống đất. À, đó. Nó cũng rất là đẹp đúng không? Đúng 1, rồi, 2, đúng rồi. 3, 4, 5. Đúng ạ. Như kiểu nó tạo sự chắc chắn nữa. Đúng ạ. Thứ nhất là nó vừa tạo sự chắc chắn này, thứ hai là nó cũng là một điểm nhấn của cây. Đúng ạ. Và rất ít cây có được như thế này đúng không ạ? Đúng ạ. Và bây giờ thì Lê Huyền cũng muốn cùng anh Công chăm sóc vườn cây đu đủ, và Lê Huyền cũng muốn tìm hiểu là giai đoạn này thì cây đu đủ sẽ được chăm sóc như thế nào. Vậy anh Công sẵn sàng chia sẻ với Lê Huyền chưa ạ? Ok, sẵn sàng. Giới thiệu với Huyền, đây là cái bẫy dính sinh học nha. Thì mình thường xuyên sử dụng trong vườn của mình. Thế là để hạn chế những cái côn trùng chích hút. Thì khi mà những côn trùng được hạn chế thì mình sẽ hạn chế được cái việc sử dụng thuốc bảo vệ trong vườn. Anh ơi, với cái miếng dán sinh học này thì chúng ta sẽ dán trên cây đu đủ luôn hay là chúng ta sẽ dán phân điểm nào? Mình sẽ phân bố đều. Thực ra thì một sào chỉ cần khoảng 2-3 cái là được. Thế ạ. Mình không dùng quá nhiều. Mình sẽ treo một cái ở giữa vườn nhá. Treo ở cột này đúng không anh? Đúng rồi. Đây, Huyền cầm này theo mình. Có ok không? Thì cây này đã được tạo dáng từ trước rồi. Mà theo thời gian thì nó sẽ lớn lên. Cho nên mình sẽ phải căn chỉnh lại dây cũng như là níu lại để cho cây có thể là vừa phát triển được vừa có thể tạo dáng được. Cao lên hơn cái vị trí của mình. Khá là công phu ha.
sẽ phải chăm sóc cây này như thế nào ạ? Thì mình vẫn sẽ chăm bón thường xuyên và khi có quả thì mình sẽ có biện pháp bao quả để tạo cái mẫu mã đẹp cho quả. Anh Công có biết là một cây như thế này thì nó sẽ cho ra được tầm bao nhiêu quả không? Cái này thì phụ thuộc rất nhiều vào một là thời tiết, hai là số hoa trên cây. Và còn phụ thuộc vào may mắn. Đúng rồi ạ. Cảm ơn anh Công. Ok, chào bạn ạ. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, người xưa đã từng nói cây đu đủ thể hiện cuộc sống đầy đủ và sung túc. Bởi vậy người ta thường rước đu đủ về nhà hoặc là lấy đu đủ làm quà trong những dịp lễ Tết. Nhưng mà để có được một cây đu đủ kiểu dáng độc đáo, ra hoa kết quả đúng thời điểm dịp Tết lễ thì là nhờ rất là nhiều vào công chăm sóc của những người thợ. Vậy thì với sự tỉ mỉ và công chăm sóc đấy, hy vọng những người thợ như anh Công sẽ có được một vụ mùa bội thu.